đại gia đình. Chúc đại gia đình có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nha. Hôm nay là 24 tháng 12 rồi. Chúc đại gia đình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì hôm nay đại gia đình có chuẩn bị đâu chơi chưa nè? Thì hôm nay thì em thì bên đạo Phật chứ không phải bên đạo Thiên Chúa, nhưng mình cũng ăn ké một phần nào đó. Thì hôm nay em làm một cái video này để chia sẻ một cái chủ đề, đó là xu hướng giày thể thao mang im chân nhất năm 2019. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới của em nha. Và nhớ cho em một nút like, để đó là một cái động lực để mỗi ngày em làm nhiều video chia sẻ đến cả nhà. Nếu có điều gì mà làm không hay, hoặc là có những cái gì mà cả nhà có thể góp ý cho em để em có thể toàn diện hơn, có thể hoàn thành những cái video clip được tốt hơn nha cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cả nhà một cái mẫu giày được rất nhiều chị em lựa chọn, và hiện tại thì em đang bán trực tiếp tại shop. Thì những khách hàng và chị em mình lựa chọn những cái loại giày như thế nào mang cho im chân và mềm nhất, thì em có thể chia sẻ cả nhà, để khi cả nhà có nào cần những cái đôi giày như thế và nó có cái chức năng như thế, mình có thể sử dụng cả nhà nha. Năm nay cái xu hướng mang giày thể thao rất là nhiều, nhưng mà mỗi năm mỗi một cái phong dáng khác nhau. Thì năm nay xu hướng mà mang giày thể thao á, là cái những cái loại mà thun cột dây giả nha anh chị nha, và nó có cái độ mềm rất là im. Đây là một cái loại giày thể thao mang im chân và có lưới, và tất cả chất liệu đều bằng thun hết, có là cái dây giả, và nó có những cái lỗ nhỏ mang thông hơi thoáng khí. Và nó có một cái đặc biệt, đó là nó có 3 màu. Đây là màu hồng, còn đây là màu trắng. Màu trắng nha anh chị nha, màu trắng là những cái màu mà dễ mang, dễ phối đồ nhất luôn. Và màu cuối cùng em muốn chia sẻ cả nhà, đó là màu đen. Màu đen là cái màu chủ đạo không thể thiếu trong tất cả các loại giày. Màu đen lúc nào cũng được anh chị lựa chọn, vì nó có tính năng là sạch sẽ nè, và nó dễ vệ sinh nữa, nên nó công dụng nó cũng rất là nhiều. Nên thường anh chị mà mua cho con mình hoặc là khi mình mang cũng vậy, lúc nào cũng màu đen là được cái sự lựa chọn đầu tiên. Còn những cái màu trắng thì mà tuổi trẻ tụi em mang, nhiều khi kết hợp với đầm thời trang hoặc là đi chơi dạo phố mình có thể mang. Và những cái màu hồng như thế này thì là cái tuổi style anh chị ha, mang cho nó trẻ trung, nó năng động chút xíu. Thì những cái chất liệu của cái loại này đều là chất liệu bằng thun, và nó có cái độ mềm rất là im chân. Tất cả đều là dây giả nha anh chị, mình không cần phải cột. Nó có dây như thế này nhưng mà mình không cần phải xỏ ra xỏ vô nữa, vì nó cột định hình một chỗ cho mình rồi. Là khi mình mang á, mình chỉ cần xỏ chân vô là mình đi thôi, rất là nhanh và rất là tiện nữa. Và cái này á, mình có cái dây ở phía sau như thế này, nó giúp cho anh chị mình có thể treo dài lên như thế này đây. Và khi mình giặt, riêng một cái đặc điểm đó là những cái chất liệu vải như thế này, anh chị có thể mình vệ sinh bằng cách là giặt được nha anh chị. Nhưng mà thường những cái loại chất liệu bằng da thì mình không thể giặt, thường hạn chế những cái đôi dài bằng da. Thì nhưng mà đối với cái những cái đôi dài vải và dài thun như thế này, anh chị có thể giặt được luôn, có vệ sinh rất là dễ dàng. Và một cái đặc điểm nữa là đế nó rất là dẻo anh chị ha. Đế nó có dẻo, nó có sự đoàn hồi, nó giúp anh chị đi mà mình khi mình bẻ mũi, mình chống chân á, nó cũng dễ dàng hơn. Và những cái màu này đều là những cái màu dễ phối hợp với quần áo. Anh chị có thể kết hợp với lại đầm, với lại quần jean, quần sọt, quần thun ôm cũng được nha anh chị nha. Và mình có thể đi chơi xa, đi tập thể dục, và nó có nhiều công dụng khác nhau nữa. Và anh chị có thể sử dụng cách nào cũng được, nó không có kén. Và những cái màu như thế này thì nó dễ dàng khi anh chị mà lựa chọn. Để ví dụ như mà nếu mình không mang, mình có thể mua tặng cho bạn bè anh chị nhân dịp ngày lễ hoặc là những ngày sinh nhật cũng rất là đẹp nha anh chị. Vì sao em nói là xu hướng năm nay thì được anh chị lựa chọn những cái đôi giày như thế này rất là nhiều? Tại vì nó có cái tính năng, đó là nó rất là mềm và nó rất là dẻo, thun, chất liệu bằng thun. Thì hồi những năm trước thì chất liệu thun rất là ít, nhưng mà riêng vì năm nay 2019 thì những cái giải thun này
nó xuất hiện rất là nhiều, vì nó làm cho cái cảm giác anh chị đi á, nó rất là êm và rất là mềm. Khi mình đi xa mình không có cảm thấy mệt mỏi và nó không bị cắn mũi cái phần trước của mình. À, nếu mà anh chị có thể thấy, mình có thể thấy những cái lưới nhỏ li ti nó cặp theo một cái đôi giày như thế này, nó giúp cho mình đi nó thoáng chân nữa và nó không có gây hầm bí cái chân mình. Đó là những cái chia sẻ về một cái mẫu xu hướng năm nay 2019 mà được anh chị và tất cả bạn bè yêu thương mà sử dụng rất là nhiều luôn và lựa chọn trong năm nay. Cả nhà yêu thương hãy đăng ký kênh và nhớ đăng ký kênh subscribe để theo dõi nhiều video và nhiều chia sẻ. Cả nhà có thể vào cái trang fanpage của shop là Dài HB để mình có cập nhật mẫu thường xuyên nha anh chị nha, và những cái xu hướng mới và cái những cái mẫu thời trang mới nữa. Em cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Chúc cả nhà một cái mùa Giáng sinh thật là nhiều.